Hoàng Thống xin chào tất cả các quý vị khán giả. Hôm nay Hoàng Thống xin lên một cái video nữa, đó là phân biệt giữa một cái xe hàng super thật chính hãng và một chiếc super dialing. Đấy. Trước mặt các bác đây là một chiếc xe, đây là mà mình sẽ tạm gọi là đây là một chiếc xe super nhái mà rất nhiều người không để ý thì sẽ bị lầm tưởng là trước thành cái super chính hãng của nhà máy chúng tôi. Đấy. Vậy cái phân biệt đầu tiên nhất để mà mọi người dễ nhận biết đó là cái gì? Chúng ta sẽ đi một vòng quanh xe. Đấy. Và đây, chúng ta sẽ đi một vòng quanh xe. Đấy. Rồi là do hàng về rất nhiều nên là Hoàng Thống đang rất chật chội. Mong anh chị em thông cảm. Đây, sau khi đi một vòng xung quanh xe, chúng ta phát hiện ra gì? Những cái xe nhái thì nó sẽ không có những cái logo chính xác của công ty. Đấy, xe của công ty nó phải là thương hiệu, nó là một cái logo hình tròn hoặc là hình sư tử ở đây. Đấy. Đấy là cái phân biệt rất là đơn giản. Rồi là nếu mà cái hàng chuẩn của công ty ấy thì các bác sẽ thấy đây, cái giảm xóc này này, nó sẽ có chữ san tông ba đồng này. Đấy, có ba gạch và cái hình này. Đấy, còn bên này thì vì là hàng nhái cho nên là không có cái thương hiệu gì cả. Đấy, rất là dễ phân biệt. Còn cái giỏ các bạn thấy không, cái giỏ này thì nó làm y xì giống nhưng mà nó không được có thương hiệu như là cái bên công ty chúng mình, công ty của Hoàng Thống. Đấy. Và đây cái này thì cái nhựa gắn ngoài thì không nói, nhưng mà đây các bạn thấy không, nó sẽ trùng với cái đây ba đồng này, ba có ba cái gạch đằng trước này. Đấy. Vì Hoàng Thống cũng không phải là giỏi tiếng Trung cho nên là không san tông ba đồng, san là ba. Đấy. Và chi tiết hơn thì chúng ta sẽ là ở những cái chân phanh này. Đây. Chân phanh này nó cũng có thương hiệu luôn các bác nhá, san tong luôn. Đấy. Còn cái xe nhái ấy, thì nó sẽ không có cái gì cả, không thể hiện bất cứ cái gì cả. Đấy. Còn cái đồng hồ của bên Hoàng Thống ấy thì nó có chứa AMG khá là nét và có một cái tem đỏ ở đây. Ở bên này thì cũng là đặt là AMG nhưng mà cái chữ nó không thực nét và không có cái tem đỏ. Đấy. Không có tem đỏ các bác nhá. Về chất liệu thì bên cái xe này thì rất là chất liệu của sắt thép thì không nói làm rồi, nhưng về những cái đường chỉ làm rất chi tiết luôn ấy. Rất chi tiết luôn. Đấy. Rất chi tiết luôn. Nếu mà chuẩn ý, cái hộp ắc quy cũng còn có san tông của nhà máy luôn. Nó nghĩa là nó đồng bộ hóa từ A đến Z luôn, không phải là chắp vá bất cứ một cái gì cả. Đấy. Thương hiệu này đã được chứng minh và đã được đi sâu vào rất nhiều rồi, rất nhiều đại lý và rất nhiều người ta tin tưởng mua dùng rồi. Đấy. Quay lại về thứ hai, chúng ta sẽ là nhìn cái bánh này. Thoạt đầu chúng ta sẽ nghĩ là ok, nó sẽ chung một cái khung gầm, chung một cái kích thước lốp, nhưng mà những cái gọi là không được đồng bộ. Đấy, cái này thì các bác biết rồi. Đây, cái vành này thì nó là một trong những cái vành không được cao cấp cho lắm. Đây, không có logo. Còn quay lại với chúng ta quay lại với cái sản phẩm chính hãng thì sao? Đây, chúng ta sẽ có một cái vành rất là đẹp, rất là đẹp, rất là sáng luôn. Và có cái logo san tông chính giữa của cái lốp này luôn. Đấy. Cái thứ hai chúng ta sẽ phân biệt ở đằng sau. Đây, chúng ta đây là một cái xe màu xe nhái này. Đấy, các bác thấy không? Có chữ đi lang ở đằng sau. Đây, có chữ đi lang ở đằng sau là xe nhái nhé các bác nhá. Còn quay về chính là chiếc xe xịn của chúng ta đây, chiếc xe hàng chuẩn đây, là có chữ Winner đằng sau. Nó có hai cái gạch này và có chữ Winner đằng sau. Đấy. Winner đằng sau. Đấy. Còn quay lại với xe xịn ấy, chúng ta sẽ có cái gì?
Đây anh em sẽ thấy đây. Nếu mà là xe xịn chính hãng của bên Hoàng Thống ấy thì lúc nào cũng có cái giấy bảo hành chuẩn của nhà máy. Nghĩa là cái giấy này thì nó là chuẩn của nhà máy, từ nhà máy sản xuất thì nó sẽ ghi thông số, do là một tay nên là rất bất cập. Đây Hoàng Thống sẽ mang ra cho anh em xem. Nghĩa là cái giấy này ở bên Trung Quốc ấy, thì nó sẽ rất là đa dạng. Nhưng mà đây là từ nhà máy cũng có chữ ba gạch đây, các bạn có thể thấy đây. Có chữ cái ba gạch nó sẽ ở trên này. Đấy, San Tông. Đây. Rồi nó thể hiện là số khung số máy. Cái giấy này nó là cái giấy nó là cái giấy đạt tiêu chuẩn chất lượng để đăng ký biển số xe ở tại nước ngoài, nhưng mà về tới Việt Nam thì cơ chế lại chưa được. Đấy. Đấy. Các bạn nhớ mua xe thì nhớ để ý là nó phải có cái giấy xịn như này. Đấy. Ba đồng San Tông đây. Cái túi nó cũng phải có logo chuẩn xác, nó có cả cái sách hướng dẫn rồi là bảo hành bảo trì nhá các bạn nhé. Nhưng mà do là đây. Bảo hành bảo trì có đầy đủ nhé các bạn nhé. Ok. Và đây bạn, các bạn cũng thấy đây. Đây là cái logo của nhà máy luôn. Đấy, nó trùng với cái logo ở trên trên cái nắp xi nhan này hoặc là ở trên đầu. Đấy, các bạn thấy không? Rất là xịn. Và cái quan trọng thứ hai thì chúng ta, thứ ba là chúng ta sẽ để ý đến cái chìa khóa của bên nhận cái xe xịn này. Cái chìa khóa của xe xịn này thì nó sẽ được dập một cái thương hiệu, đó là cái con sư tử đội vương miện, rất nhiều người cũng đã biết rồi. Đấy. Nó trùng với cái logo ở trên đầu xe. Còn quay lại với cái xe rẻ tiền này thì các bạn thấy đấy, sẽ không có bất cứ một cái logo nào ở trên xe. Thì vì nó là những cái hàng ráp vào mà, thì để mọi người phân biệt một cách dễ dàng hơn thì Hoàng Thống đã đưa ra hai cái màu này. Thì đây, trước tiên chúng ta sẽ có chữ Darling, đằng sau là xe kém chất lượng hơn. Còn đây là xe super xịn chính hãng. Thì nếu mà mọi người đi mua thì hãy để ý và quan sát một cách chi tiết về những cái logo hoặc là những cái hình dáng bên ngoài. Còn về chuẩn hơn nữa thì các bạn có thể thử đánh lái. Đấy. Cái xe xịn thì xe nó sẽ có cái độ lái rộng hơn, còn cái xe đều thì lái nó sẽ ít hơn, cho nên là khi mà chúng ta điều khiển nó sẽ là rất là bất tiện. Đấy. Vì cái xe đều và cái xe xịn thì nó giá nó khá chênh nhau, là cũng tầm 2 triệu hơn đấy các bạn. Nếu mình bỏ ra một cái tiền như thế, mình hãy mua một cái xe chất lượng hơn, đảm bảo hơn, nên tránh những cái trường hợp gọi là bị làm nhái như thế này. Đấy các bạn nhá. Và cái xe này Hoàng Thống đang bán 18.500.000, còn cái xe này Hoàng Thống chỉ bán 16 triệu thôi. Đấy, nó khác nhau rất nhiều rồi các bạn. Đấy, từ về bên ngoài và cái chức năng sử dụng của nó chỉ đơn giản. Hoàng Thống sẽ chỉ là đấy, cái lái ấy, nó sẽ bị hạn chế rất nhiều, còn cái super thì nó không bị hạn chế. Đấy. Ok, thì mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ thẳng với trực tiếp với Hoàng Thống với số điện thoại là 0985 839 983. Ok ạ. Các bác có thể liên hệ trực tiếp nhé.